tối mát rời nó lại luồn kim tối về mát rời chứ đấy mới rụp xuống nếu mà nóng. Đây giờ thì nó mà cắt hết cả sắt rồi này. Hơn một tấn sắt rồi đấy. Hết quá hay còn thiếu. Bác à, thiếu ha. Không phải thiếu chứ quan. À đây cháu đang chuẩn bị ra đây cháu đang ở phía Nam về. Chỗ này không biết có đủ sắt để đổ tấm đạn không. Quay. Cháu phải né cô ra.